vào được. Nhanh thế nhở, thế mà vẫn kịp. Ui xồi, ui xồi. Tôi vẫn quả. Nhanh nhở. Đúng là nó đẳng cấp. Trời xỉa. Khéo thế nhở. Hello, chúng ta cùng đến với trận chung kết đôi nam. Trận đấu nội bộ giữa hai Indonesia. Nói là cầu lông đôi nam của Indonesia rất mạnh. Cặp đôi phía gần màn hình trên trang phục quần áo đỏ và cặp đôi xếp hạng 23 thế giới. Và đối thủ của họ, cặp đôi áo trắng quần trắng, cặp đôi đang xếp hạng 16 thế giới. Anh em nghĩ rằng trận đấu này hạng cao hơn liệu có ăn được không? Ba. Xem họ đánh tỷ lệ sướng thật. Số 3 đều. Vâng, bồng lên nào. Xem đè tốt thật. Ui dồi, nhanh thế nhờ. Ban tổ chức xin thông báo cháu Nguyễn Minh Đức có em là Thái, con mẹ là cũng tại Hà Nội, ra đây cổng A có bộ hình của mình. Xin chữ ký.
nhanh. Ăn rồi. Ôi, vẫn thủ lên kìa. Sợ nhờ. Xem sướng thế. Ui. Trọng tài không nhìn. Đúng rồi, trọng tài nhìn chậm thế. Ui sồi. Tay nhanh thế nhở. Vận động viên nhỏ nhỏ phía bên này đánh chạy cầu rất hay. Rất nhanh. Thứ ba đuôi trắng đen dẫn trước rồi. Nhanh thế nhờ. Lắc lưới, tấn công. Đập chất lượng thật. Cầu ngoài sân, đứt cương. Nhanh thế nhờ, thế mà vẫn kịp. Ui sồi. Cầu lật lưới. Phát bắn đấy. Chặn hay lắm. Ui đánh tỉ kinh thật. Hai điều. Ui sồi rồi. Họ vã cầu mà cổ tay họ dừng lại. Nó vã chỉ một đến một điểm dừng lại. Phản hay thế nhờ. Ui sồi. Hay. Xem sướng hết cả mắt. Ui sồi. Ao điểm số 4-3. Đánh tỉ lẻ kinh nhá. Ao.
cái đội đấy nào ấy. Ồ nhanh nhờ. Đúng là nó đẳng cấp. Nhanh ghê. Điểm số 8-5. Ui giời. Trời xỉa. Đỏ dẫn thêm quả nữa thì chắc là ui xồi thế mà ngoài ngày mình đánh hai bên mà không có trận cao như thế này vẫn phản xạ kịp. Hỏng mấy quả Lan ơi. Bom, một thằng bắn lưới. Không chết được.
Khéo thế nhỉ? Rồi xong. Đấy, đủ số. Lại lần kia.